Tiên với Tuyền là mối quan hệ giống như là chị em trong nhà, tại vì có thể nói là Tiên là người một trong những ca sĩ đầu tiên mà Tuyền chuyển hướng từ nhà báo viết sang viết làm nhạc sĩ, thì Tiên là một trong những người ca sĩ đầu tiên hát nhạc của Tuyền. Cho nên là hai chị em biết nhau từ lâu lắm rồi, phải 5 năm rồi. Chính vì vậy mà khi mà Tuyền ngỏ ý là mời mình hát trong cái album đầu tiên của bạn ấy thì Tiên sẵn sàng nhận lời thôi. Và cái câu chuyện khi mà Tuyền đưa cho Tiên cái bài hát, Tiên nghe là Tiên có thể feel và cảm nhận được cái nội dung bài hát. Và Tuyền cũng bật mí với Tiên là vì Tuyền hay xem story của Tiên đợt thời gian mà lockdown dịch năm ngoái. Tuyền cũng viết những cái lời nó dựa trên những cái câu chuyện mà Tiên hay share trên story. Và đúng là Tiên cũng hay đi ra ngoài sân vườn nhà mình để mà gọi là để mà tận hưởng cuộc sống. Thì đó là những cái chất liệu để mà Tuyền viết lên cái ca khúc Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát. Và Tuyền cũng chọn màu xanh lá cây cho Tiên, bởi vì Tuyền biết là thứ nhất là Tiên rất thích màu xanh. Thứ hai là Tuyền cũng muốn là khởi đầu album nó sẽ có một cái gì rất là tươi mới, sẽ rất là một cái gì nó mang tính gọi là nature, tự nhiên. Thì cái màu xanh lá cây là cái màu đại diện cho cái sự tự nhiên đó. Vì mà Tiên rất là vui khi được góp mặt trong cái dự án lần này của Tuyền. Và một lời chúc mừng cho Hứa Kim Tuyền, một cái bạn nhạc sĩ rất là trẻ mà đạt được rất là nhiều những cái thành tựu trong những thời gian gần đây. Và mong rằng là album với nhiều cái thông điệp dễ thương, gần gũi sẽ được nhận được cái sự ủng hộ của tất cả khán giả. Trước khi cái album này ra mắt thì các nghệ sĩ tham gia album này có một cái clip nói về cái quan điểm của mình khi làm cha làm mẹ. Thì cái câu nói của Tóc Tiên nói về cái quan điểm của mình dù con là ai, có là LGBT hay ai nữa đấy, nó rất là viral trên mạng xã hội ấy. Vậy thì Tiên nghĩ là mình sẽ trở thành một người mẹ như thế nào trong tương lai? Tiên sẽ không nói trước được, bởi vì mình chưa có trải nghiệm đó. Mình nói thì nó sẽ mọi thứ nó trở thành kiến thức quá và giáo điều quá. Nhưng mà Tiên mong muốn nếu mình là trở thành một người mẹ trong tương lai thì mình sẽ là một người mẹ có thể đồng hành, có thể sẻ chia và có thể là người được con tin tưởng, trở thành cái nơi để mà con chia sẻ với mình. Tại vì cái đó là Tiên nghĩ đó là cái điều mà thế hệ của Tiên đa phần là chúng mình bị thiếu cái sự kết nối như vậy với ba mẹ của mình. Mình nhìn ba mẹ mình giống như là một, đúng nghĩa là một bậc phụ huynh rất là khó để chia sẻ. Thì Tiên mong là sau này Tiên sẽ trở thành một người để con có thể chia sẻ. Trong cái album này của Hứa Kim Tuyền có một bài hát được cộng đồng mạng rất là thích, Kara đã thể hiện ước mơ của mẹ. Vậy thì sau này Tóc Tiên nghĩ là khi mà mình đã có con ấy, thì mình có sẵn sàng tặng bác ước mơ của mình vì con cái không? Và cái việc hy sinh của mình nó giới hạn như thế nào với ước mơ của mình? Wow, cái này cũng là một câu hỏi khó vì Tiên chưa có trải nghiệm đó. Nhưng mà Tiên cảm thấy rằng là các ba mẹ của thế hệ của Tiên thì đã phải gác rất là nhiều cái ước mơ cũng như là hy sinh rất là nhiều cho thế hệ của Tiên rồi. Thì Tiên mong rằng là những bậc ba mẹ sau này vẫn sẽ tiếp tục cái ước mơ của mình, chứ đừng vì một cái lý do đó nào đó mà gác lại. Tại vì cái sự gác lại đó nó sẽ để lại một cái sự tiếc nuối nào đó về sau này. Cho nên Tiên mong rằng là nếu có thể cùng song hành với con cái mình trong cái việc đạt ước mơ của mình thì đó là một cái điều mà thế hệ Tiên hy vọng sẽ làm được cho chị này. Bây giờ rất nhiều người nói là việc phụ huynh phải cố gắng và nỗ lực để làm bạn với con ấy. Vậy thì cái trải nghiệm này của Tóc Tiên với bố mẹ, và Tóc Tiên nghĩ là mình với con mình sẽ như thế nào? Đúng là như hồi nãy Tiên có chia sẻ là Tiên không phải là người không những Tiên đâu, rất là nhiều bạn bè xung quanh không có được cái trải nghiệm như là một người bạn với ba mẹ mình, bởi vì luôn luôn có một cái khoảng cách thế hệ. Thì Tiên mong là cái điều đó Tiên sẽ được khắc phục ở trong cái thế hệ tiếp theo của mình, đó là một cái người đồng hành. Bởi vì Tiên sẽ cố gắng để không phải quá áp đặt con cái mình, cố gắng để không phải đặt quá nhiều những cái kỳ vọng của mình vào con. Như Tiên nói là Tiên mong là con của mình được hạnh phúc và nên người thôi. Cái đó là cái điều mà Tiên mong. Dạ, cho em hỏi câu hỏi cuối là vừa rồi Hứa Kim Tuyền có tiết lộ tất cả các nghệ sĩ tham dự cái album này thì không nhận một đồng cát-xê nào. Vậy thì đối với chị gái hèn rồi, lý do vì sao, và trong showbiz thì có nhiều cái mối quan hệ mà mình sẵn sàng làm việc với nhau trên tinh thần là gọi là hợp tác như thế, không giúp đỡ như vậy không? Tiên nghĩ là đơn giản là bởi vì cái điều đó nó xuất phát từ Hứa Kim Tuyền là ai, Hứa Kim Tuyền đối xử như thế nào, mối quan hệ của Tuyền như thế nào với các anh chị em nghệ sĩ. Cho nên bạn ấy phải như thế nào thì anh chị em nghệ sĩ mới gọi là hết lòng gọi là hỗ trợ đi. Đừng có nói giúp đỡ mà là hỗ trợ bạn ấy trong cái album này. Bởi vì mọi người rất là trân trọng cái tài năng cũng như là quan trọng Tiên nghĩ nha, đó là cái sự nghiêm túc với nghề và cái tâm của Tuyền trong cái việc dù là một nhạc sĩ rất là trẻ nhưng mà bạn ấy là một người rất là có tâm với nghề và đi lên bằng cái thực lực của mình. Thì đó là cái điều mà Tiên tìm thấy được cái mẫu số chung của Tiên và Tuyền. Cho nên là khi mà Tuyền ngỏ lời thì mình sẵn sàng thôi, vì Tuyền thật ra là Tuyền cũng giúp Tiên rất là nhiều trong những cái bài hát trước đây rồi, nên là không có việc gì mà không có ngại ngần mà giúp gọi là hỗ trợ bạn ấy ngược lại. Dạ, em cảm ơn chị quá. Ok, đúng không ạ? Rồi, chúc chị ạ. Hàng xóm.
từ những nhà hàng xóm mà chị mới phát hiện ra là nó chỉ đến vào đúng lúc hình như tháng 5, tháng 6 hình như nó mới bắt đầu ra trái đi phải á, tức là hồi cuối năm ngoái là nó đã mất tiêu rồi, bây giờ chị thấy nó lại rồi, nhưng mà cái vườn chuối đó là chú gì á không có ăn được hay là sao không biết nữa, nhưng mà hàng xóm ta lấy vô rồi mình không lấy được. Nó là kẻ thù sáng tác của ổng vậy. Tại vì như chị nói là vì chị hay ra ngồi hay up story cái khu vườn nhà chị, khu vườn chút xíu là mọi người, nhưng mà hay up thành là tùy nó chắc là bị ám ảnh luôn á, cho nên là có rất là nhiều cái chuyện mà chị chia sẻ lấy cảm hứng từ cái khu vườn nhà chị, và đó cũng là cái cảm hứng mà tìm viết lên bài này. Ok rồi, cảm ơn. Ok, cảm ơn mọi người.